Vâng, và sau đây em chính giới thiệu cho các bác những bộ dây loa và bộ dây nguồn đến từ Mỹ. Thì bên em đa số là hàng Mỹ về nhiều, thì nên những sản phẩm này ở những phân khúc tầm vài trăm cũng có. Thì có những bộ dây loa cao cấp tầm 10 triệu hoặc là hơn 10 triệu cũng có ở shop em. Thì em giới thiệu cho các bác ở phân khúc muốn sở hữu những bộ dây nào thì liên hệ cho em để mình nâng cấp bộ dạng của chúng ta. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Đối với những sản phẩm rẻ tiền thì bên em vẫn ship code tặng nơi cho tất cả các bác nhận hàng thanh toán, và những sản phẩm đắt tiền như là trên 3-4 triệu trở lên thì các bác cọc tiền thì em ship hàng tận nơi. Còn các bác nào quen rồi thì họ rất là thoải mái. Đấy. Thì đây là hai số điện thoại chính của em nha. Thì đây là bộ dây cao cấp nhất trong video này, bộ dây Mark Levinson của Mỹ Harman. Đây bộ dây bãi nha các bác. Hai đầu bắp chuối, dòng dây loa cao cấp 2N. Dây bãi đã qua sử dụng nha. Thì những vết chân chim trên những cái bộ lọc trong nhiễu thì đó là đặc trưng rồi, nhưng bộ dây bãi thì không thể tránh được. Mark Levinson của Harman. Đẹp keng luôn nha, bốn đầu đều có bộ họ lọc trong nhiễu. Dây rất là lớn nha các bác. Dây rất lớn và rất mềm. Bộ này các bác chơi loa JBL hoặc là những dòng loa tăng noi BBK thì phải nói là tuyệt vời cho nha. Bộ này em đang giao các bác là giá là 12.500.000 nha các bác, 12.500.000. Bốn hai đầu đều bắp chuối nha các bác. Dây to gần bằng ngón út nha mà rất là mềm nha các bác. Dòng này thì nghi nhạc với những bộ dây dòng loa cao cấp như L65 Dubai đồ, những BBK loa cây tăng noi 4343 4344 MK2 đồ các bác. Bộ này 12.500.000 nha, hàng bãi nha các bác. Mark Levinson. Đây là những bộ hai bộ dây của đến từ Nhật, bây giờ là dây Sunata. Sunata cũng sử dụng đầu bắp chuối. Thì đa số những dòng dây loa mà tầm cao tầm trung thì hãng tất cả đều sử dụng bắp chuối nha các bác. Bộ này giá 4.300.000 một bộ nha. Dây loa thì tiêu chuẩn của hãng là 2,5 m một vế nha các bác. Sunata. Những bộ này của Nhật nha các bác. Hai bộ dây Nhật giá là 4.300.000. Cấu hình của nó thì sử dụng động OCC nguyên chất nha các bác, cao cấp nha. Thì thể hiện chất tiếng dày và tiếng bass khỏe. Các bác chơi AR hoặc là loa JB vân vân, như dòng loa cổ của Pioneer Sansui để thể hiện một chất tiếng nó dày dặn thì các bác lựa chọn những bộ này ở phân khúc trên 4 triệu. Thì bộ này em đang giao là 4.300.000, hàng siêu lướt nha, rất đẹp. 4.300.000 Sunjata nha các bác. Sunjata của Nhật, của Japan nha. Em sẽ giới thiệu dây loa trước nha các bác này. Thì đây là những bộ Audio Quest ở phân khúc tầm 500 mà em phân phối cho các bác nha. Audio Quest của Mỹ nha các bác. Những dòng này thì đều có mỏ chim này, mỏ chim bắp chuối và bắp chuối nha các bác. Có 3 phiên bản để các bác lựa chọn nha. Đây em giới thiệu các bác là bộ bắp chuối này, nó hai đầu bắp chuối luôn nha. Đấy. Audio Quest dòng này em giới thiệu và phân phối cho các bác rất là nhiều ở phân khúc 500, được các bác lựa chọn nhiều nhất. Audio Quest 14-4 4 loại nha. Dây loa là 2,5 m một vế nha các bác, 2,5 m một vế nha. Audio Quest là một thương hiệu dây tiếng hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ nha. Trong nhiều một chiều 500.000 một bộ, và em về được 4 bộ 5m một vế giá 1 triệu nha các bác. Cũng đều có mỏ chim và mỏ chim bắp chuối. Em về 5 bộ, 1 bộ giao cho bác khách ngày hôm qua rồi, hiện tại là còn 4 bộ 5m một vế nha các bác. Nghe là gấp đôi kia. Đây là những bộ vàng để sử dụng, cái bộ vàng có dài này, phòng rộng này các bác. 5m một vế nha, bộ này 1 triệu nha, còn bộ 2,5 m một vế tiêu chuẩn của hãng thì giá là 500. Và đây là bộ Kimber, những dòng Kimber em vẫn phân phối cho giá hiện tại nó rất là tốt các bác. Ở phân khúc dưới triệu thì các bác chọn bộ này, Kimber Cabo. Kimber đặc trưng của nó là sử dụng đồng OC nguyên chất và cấu hình công nghệ của hãng thì không cần bàn, với một cái thương hiệu rất là lớn ở Mỹ, Kimber. Bộ này giao các bác là 800 ở phân khúc bình dân của hãng Kimber nha bác. Bộ 800 cũng đều có mỏ chim và mỏ chim bắp chuối và bắp chuối nha. 800.000 một bộ bao gồm phí ship cho các bác, có bản mỏ chim bắp chuối và bắp chuối. Đặc trưng bộ Kimber này thì các bác sẽ có được một cái lớp bảo vệ rất là kỹ và cực kỳ chắc luôn, cỡ mấy con trùng hay là chuột là không bao giờ cắn được những bộ dây này. Đấy. Cực kỳ chắc luôn nha các bác. Về lọ cái dây cộng dây to bằng ngón tay nha các bác. Bộ Kimber này giá 800.000 bao ship nha. Và hiện tại em chỉ còn một bộ duy nhất, đó là bộ Kimber bạc. Bộ Kimber bạc 12 lõi nha các bác. Bộ Kimber bạc 12 lõi. Bộ này về rất là nhiều nhưng mà giờ chỉ còn một bộ duy nhất, em mới lấy dọn dịp thì chỉ còn được một bộ thôi. Một bộ mỏ chim nha các bác.
bỏ chim bỏ chim, giá 1.600.000. Hiện tại là những bộ này hết hàng rồi bác, mới cách đây một tháng về được khoảng ba mấy bộ mà không còn hàng, thì nay chỉ còn một bộ. Bác nào lấy thì alo cho em nha, kim bơ bạc. Bác nào yêu thích bộ này thì liên hệ cho em. Bộ này nếu các bác đã theo dõi kênh của em thì em giới thiệu và cũng khá là nhiều và có nhiều lốt đất hàng luôn nha. 1.600.000 nha các bác, 1.600.000, chỉ còn bộ phiên bản mỏ chim thôi nha. Rồi đi đến dòng dây AV, thì AV thì bên em sẽ giới thiệu từ nhỏ đến lớn nha. Đây là bộ AutoQuest, đợt này là về AutoQuest thì nó hàng đẹp không nha. Có một cái đợt là về nó bẩn kinh khủng luôn, em phải vệ sinh. Tại vì những dòng dây bãi á, những bộ này nằm phía trên kho nên là nó rất là đẹp nha. Bộ dây AV AutoQuest 1m là giá 350.000 nha bác, 1m là 350.000. Các bác lấy 1m rưỡi là giá 500.000, 1m rưỡi chị em chỉ còn là 7 bộ thôi. 1m rưỡi là 500.000 nha. AV các bác, AV AutoQuest. Hàng bãi nha bác, còn lấy 1m là 350.000. Và đây là những bộ Vadanhui Sliver, Vadanhui thì em còn 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 bộ Vadanhui. Còn 5 bộ em cho các bác là giá 800.000 một bộ nha, 800.000 một bộ bao gồm phí ship nha. Những bộ Vadanhui thì tiếng nó mượt, mịn mà ở giá cao. Chắc nó là kém rất là êm đặc trưng của Vadanhui rồi. Em còn 5 bộ, bình thường là 900 nên em để có 800. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Vadanhui. Và đây là còn một bộ duy nhất ở đây là nó bị lạc ở trong phía dưới các bác, hai bộ này này. Chứ được trước là em thông báo hết hàng rồi nên lột lên thì còn. Hay là bộ Sliver kỷ niệm 40 năm nha các bác. Bộ này sử dụng cấu hình bạc tinh khiết nha, bạc nha các bác. Giá 1.300.000. Chỉ có một bộ thôi nha. Model là Sliver 40 năm nha, kỷ niệm 40 năm. 1.300.000. Và đây là bộ cạc đáp, cũng là nếu mà bữa là nó còn là em giao éo rồi, xong còn là cũng nó ở phía dưới cùng như đây nên là em không thông báo hết hàng. Đây cũng giá 1.300.000 nha các bác, cạc đáp nha. Bộ này cực kỳ chất lượng rồi, khủng lắm các bác. Cạc đát nha, bộ AV cạc đát cực kỳ khủng nha, 1.300.000 luôn nha các bác, bằng giá với bộ Sliver. Cạc đát là sử dụng cấu hình mạ bạc nha các bác, mạ bạc mà cấu hình nó rất là lớn, các bác nhìn này, loại to. Cạc đát của Mỹ nha các bác, còn đây là Sliver 40 năm của Hà Lan, chất âm là y chang của con Vadanhui. Hai con này chất âm na ná nhau nha các bác, tại vì sử dụng cấu hình bạc. Còn các bác nào hồi trước mà hỏi cạc đá thì nè, em lục được một cặp nha, bác nào lấy alo cho em, 1.300.000 luôn. Còn đây là có còn được hai bộ của Ý nè các bác, hai bộ Broen nha, Broen của Ý này, hai bộ này giá 900.000 một bộ nha bác, chỉ có hai bộ Broen này, đây Broen này của Ý này. Dòng này thì chống giữ một chiều các bác. Roen thì khá là nổi tiếng ở phân khúc tầm trung. Bộ này là bộ Roen sử dụng rất cao cấp nha bác, 10102AG, sử dụng bạc, giá 900.000 một bộ nha bác, 1m nha. 900.000 bộ có được hai bộ này. Và đây là những bộ của Đức. Dây bãi thì có rồi. Em còn chỉ 4 bộ thôi. Automatic của Đức thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Automatic của Đức nha các bác. Dây bãi nha bác. Đây. Autoback. Cái này cực kỳ chắc rồi. Đây. Autoback. Giá 1.600.000 một bộ nha. Các bác còn chỉ còn 4 bộ, những bộ này không có giảm giá được. Bây giờ nhờ không có nhập các bác. Nhưng bộ này về bây giờ nhập thì giá nó cao hơn. Đây là lô trước, lô lượt cách đây tháng là còn được 4 bộ này các bác. 4 bộ Autoback của Đức nha. Dây bãi còn rất là đẹp, còn là trên 95% nha. Chỉ bụi thôi. Giá 1.600.000 một bộ. Rồi và đây là những bộ dây nguồn. Trước tiên em giới thiệu các bác bộ dây nguồn của Monter, đến từ Mỹ. Monter thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Nó cũng sản xuất những cái bộ thương hiệu và dây loa và phụ kiện bình tầm trung, có cả tầm cao cũng có. Đây là Monter nha bác. Monter Ultra 2 dây nguồn. Model là Monter Bowling 400. Giá là 700.000 một bộ dây nguồn Monter, dây dài 1.5m nha bác. Dây bãi nha bác, dây bãi xịn á. Dây nguồn ba cháu đó các bác, sử dụng cho những thiết bị high end
thiết bị có sử dụng như đẩy vân vân vân. Monitor 700 ngàn bộ nha các bác. Và chơi những cái những đèn nghi nhạc các bác. Nhưng có âm ly đèn sử dụng với rack như thế này, này các bác nên sử dụng những bộ dây nguồn này tốt hơn. Điện và hệ thống lọc lọc điện bên trong của lõi rất là tốt. 700 ngàn bộ monitor nha các bác. Còn bộ là bộ Link của Anh Quốc 3.200.000 nha các bác. Bộ này thì được anh em bán rất là nhiều. Em còn một bộ này 1,5 m nha các bác. Link Man Bao Caber Martin Angla dây 7 nha các bác. 3.200.000 nha các bác, 3.200.000. Bộ này là nó đốc luôn nha các bác, bộ đốc nha. 3.200.000. Còn đây là dòng Onding 1 này các bác, Onding 1 bộ này em đang để cho các bác là 3.700.000 nha, 1,5 m này. Onding 1. Dòng Onding thì nó sử dụng bạc các bác. 3.700.000 này. Đây là Onding 2 nó sẽ có một bộ 1,5 m và một bộ là 2 m, bộ 2 m này là giá 5.000.000. Còn cái bộ 1,5 m là 4.500.000 nha các bác. Onding 2. Dây 7 đã qua sử dụng nha các bác. Độ đẹp trên 90%. Đây là Onding 2 này, bộ 1,5 m là 4.500.000, còn bộ 2 m là 5.000.000 nha. Một bộ duy nhất Transferent của Mỹ. Bộ là bộ Transferent của Mỹ giá 5.700.000 nha. Đã qua sử dụng các bác. Đấy. Martin Wood A. Transferent của Mỹ nha, bộ này 1,5 m giá 5.700.000 nha các bác. 5.700.000 là bộ Transferent nha, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn nha. Ở phân khúc cao cấp của dòng phụ kiện tín hiệu nha các bác. Đã qua sử dụng. 5.700.000. Đấy thì bác nào có muốn sở hữu những sản phẩm nào thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này nha. 0978 338 14 hay là 0965 77 0227, em giao hàng và ship hàng toàn quốc.